4. Không có gì là rác. Hãy đi theo ta. Đại sư ra lệnh và ngài giao cho tôi công việc đầu tiên, đó là quét dọn vườn. Đi cùng với lão sư 70 tuổi ra ngoài vườn, tôi bắt đầu làm việc quét dọn với một cây chổi tre. Những vườn thiền trong khuôn viên các chùa thường được bố trí cẩn thận với những loại cây cho lá rụng quanh năm. Không những mùa thu những cây phong lá rụng đầy, mùa xuân đến những cây sồi và cây khuynh diệp cũng thay lá luôn. Khi tôi vừa đến đó vào tháng 4, mảnh vườn đã rải rác đầy lá rụng khắp nơi. Con người, hay có lẽ là tâm tôi thì đúng hơn, thật sự ra rất là xấu tính. Tôi đứng đây, trong tâm đang rủa thầm, ông già lẩm cẩm này, và chống lại ngay cái ý tưởng là có thể tin tưởng dễ dàng được một điều gì như vậy. Nhưng cùng lúc đó, tôi lại muốn ông già này chú ý tới tôi, nên tôi cầm chổi lên quét lia quét lịa. Chẳng mấy chốc, tôi đã dùng đám lá rụng thành một đống lớn. Hăng say tỏ ra vẻ chăm chỉ, tôi nói: "Đại sư, con vứt đống rác này đi đâu?" Lời nói vừa mới ra khỏi miệng tôi, ông đã mắng ngay: "Không có rác gì hết." "Không có rác à? Thế sao thầy xem cái đống này?" Tôi gắng chỉ cho ông thấy đống lá trước mặt. "Vậy là mi không tin ta à? Có phải không?" "Không phải thế, nhưng con phải vứt mấy cái lá này đi đâu bây giờ?" Tôi chỉ còn biết nói như vậy. "Mấy cái lá ấy không vứt đi đâu cả." Ông lại gầm lên. "Vậy con phải làm gì?" Tôi hỏi. "Đi ra nhà kho đằng kia, lấy cho ta cái túi đựng than." Thầy ra lệnh. Khi tôi trở lại, thầy đang cắm cúi cào cái núi lá kia, sàng cho những lá nhẹ lên trên mặt và đất cát, sỏi đá nặng hơn cho rơi xuống dưới. Sau đó, ông bắt đầu nhồi lá vào trong cái túi tôi đem ra từ nhà kho, lấy chân dậm cho chúng xẹp xuống. Sau khi đã nhét chặt tới chiếc lá cuối cùng vào trong túi rồi, ông nói: "Đem cái này ra nhà kho, mình sẽ dùng nó để đun nước tắm." Trong lúc đi ra nhà kho, tôi thầm công nhận rằng cái túi lá tôi đang mang trên vai này có lẽ chẳng phải là rác. Tôi cũng nhủ thầm rằng cây đống còn lại ngoài vườn kia rõ ràng chỉ là rác và không có gì khác hơn là rác cả. Nhưng khi trở lại, tôi thấy thầy đang ngồi xổm trên cái đống còn lại lượm ra từng viên đá. Sau khi thầy đã cẩn thận nhặt lên viên đá cuối cùng, ông nói: "Lấy mấy đá sỏi này ra trải ở dưới ống máng nước mưa." Khi tôi trải những viên đá trộn lẫn với sỏi đã có sẵn ở đó và lấp đầy những chỗ bị xoáy bởi nước mưa, tôi nhận thấy những lỗ này không những được lấp đầy mà trông còn đẹp hẳn lên. Tôi lại phải công nhận rằng những viên đá này cũng không xếp loại là rác được. Nhưng chưa hết, vẫn còn những miếng đất, những mảnh rêu sót lại từ cái đống hồi nãy. Ai có thể làm gì được với những thứ đó? Tôi tự hỏi. Tôi thấy thầy đang lúi húi nhặt những miếng này lên và để chúng vào trong lòng bàn tay, từng cái một. Ông đảo mắt tìm kiếm những cái khe, những chỗ lõm trên mặt đất, rồi trám chúng vào đó và đập chân lên cho bằng. Rốt cuộc, chẳng còn lại một chút gì từ đống lá hồi nãy cả. "Sao?" ông hỏi. "Mi có hiểu hơn được một chút nào chưa?" "Từ nguyên thủy, dù là người hay vật, chẳng có cái gì là rác cả." Đấy là bài pháp đầu tiên mà tôi nghe được từ Đại sư Zuigan. Tuy bài pháp đó có gây cho tôi một ấn tượng, nhưng tiếc thay, tôi không có đủ trí tuệ để đạt ngộ khi nghe những lời lẽ đó. Từ nguyên thủy, dù là người hay vật, không có cái gì là rác cả. Những lời lẽ này chỉ thẳng tới chân lý căn bản của Đạo Phật, một chân lý tôi chưa thể nhận ra được trong những ngày tháng đó. Kỳ diệu thay,
mọi chúng sanh vốn là đều là Phật, đều có sẵn trí huệ và đức hạnh nơi mình. Chỉ vì chấp chặt nơi những vọng tưởng sai lầm mà chúng sanh mới không thể nhận ra điều đó được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thốt lên điều đó trong giây phút Ngài được giác ngộ. Nói một cách khác, mọi chúng sanh nguyên thủy vốn đã toàn hảo, nhưng bởi vì bám víu và những khái niệm si mê nên họ không thể nhận thức được Phật tánh có sẵn nơi mình. Trong giây phút chớp nhoáng, màn sương che phủ trước mắt Ngài tan biến đi, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thấy được chân lý hiện tiền. Từ đó tới giờ ta đã nghĩ rằng tất cả chúng sanh trong thế giới này chỉ sống trong sự đau khổ và khốn cùng, trong những bất hạnh sâu xa. Nhưng thực ra chẳng phải là tất cả mọi chúng sanh, ngay nơi hiện thân của họ, đều đang sống trong tánh Phật, đều đang có sẵn sự toàn hảo tuyệt đối đó sao? Và chẳng phải là điều này không chỉ áp dụng cho những người đang khỏe mạnh, an vui nơi thân và tâm, mà còn với những kẻ mù lòa, những kẻ tật nguyền không có tay chân, phải kéo lê thân xác mình một cách khó khăn đó sao? Chẳng phải là mỗi người trong chúng ta, ngay trong trạng thái hiện tại của mình, đều là một thực thể toàn hảo, không khiếm khuyết đó sao? Lòng đầy cảm kích và kinh ngạc, Đức Phật đã thốt lên như vậy trong giây phút giác ngộ của Ngài. Mỗi năm, tôi đều đi Hokkaido để thuyết giảng. Và có một năm, sau khi nghe tôi nói chuyện, một thiếu phụ xin đến gặp tôi. Thiếu phụ này vốn là người rất sùng mộ đạo Thiên Chúa, đã nói như sau: "Nghe thầy nói chuyện hôm nay, con thấy rằng tất cả những điều đạo Phật muốn khuyên người ta làm chỉ là buông bỏ hết đi những dục vọng. Trong khi đó, đạo Thiên Chúa nói rằng: hãy hỏi xin, ngươi sẽ được cho; hãy tìm kiếm, ngươi sẽ được thấy; hãy gõ cửa, cửa sẽ mở ra cho ngươi." Những lời dạy đó đáp ứng được những kỳ vọng của giới thanh niên trẻ tuổi như con đây. Thầy nghĩ sao về vấn đề này? Tôi trả lời cô ta bằng một câu hỏi khác. Nói như thế có nghĩa là không cần biết cô gõ cửa như thế nào, tìm kiếm ra sao, cô cũng sẽ được ban bố, cũng sẽ được mở cửa ư? Chẳng phải là trừ khi người ta tìm kiếm và gõ cửa cách nào để có thể cảm ứng được với tâm của Thượng Đế, cửa mới mở ra được và điều ước nguyện mới được ban cho sao? Tôi đã nghe nói đến câu nói của đạo Thiên Chúa rằng: ta làm ra con đường của mình, nhưng Chúa sẽ định hướng những bước đi trên đó. Một cách tóm tắt, ta có quyền ước muốn và lựa chọn, tìm kiếm tha hồ, nhưng Thượng Đế mới định đoạt những nguyện vọng của ta có thể thành tựu được hay không. Cũng vậy, đạo Phật không chỉ nói là phải dứt bỏ hết mọi ước muốn, dẹp hết mọi tìm kiếm. Nhất là ở trong sự tu tập thiền, chúng ta gõ vào cánh cửa ấy qua sự hành trì thật gắt gao, hầu như là có thể mài dũa tới tận xương tủy của mình vậy. Tuy nhiên, đạo Phật chỉ ra rằng sau khi đã tìm kiếm hết tất cả, điều chúng ta đạt được lại là sự nhận thức rằng những gì ta tìm kiếm vốn đã luôn luôn có sẵn nơi ta, rằng sau tất cả những công phu miên mật, chúng ta thức tỉnh thấy được rằng thật ra là cửa đã sẵn mở từ trước khi chúng ta bắt đầu gõ vào đó. Như vậy các bạn thấy rằng đại sư Zuigan đã chỉ ra sự thật căn bản nhất từ đầu khi Ngài nói: từ nguyên thủy, dù cho ở người hay vật, không có gì là rác cả. Đáng tiếc là tôi đã không hiểu được Ngài. Tôi tiếp tục làm ra vẻ như mình là một đệ tử đang tin tưởng hết mình vào Thầy, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn thường chê bai và chống đối lại. Nói trắng ra là gần như hầu hết những lời Thầy nói đều làm cho tôi cảm thấy bực bội. 5. Chỉ còn biết lau chùi. Nhiều người thường khinh rẻ những hoạt động cần thiết cho nhu cầu căn bản hàng ngày. Nhưng đối với tôi, những việc đó không được xem là lam lũ chân tay. Nếu bạn muốn nhìn phong cảnh bao quát toàn diện ở ngoài, bạn phải trèo lên một địa điểm cao mới thấy được rõ.
Nhưng nếu bạn muốn thấy tâm con người, bạn phải bước xuống mà nhìn từ một chỗ thấp. Ngay sau khi vào thiền viện, tôi đã phải làm điều đó qua công việc lau dọn hàng ngày. Từ sáng đến tối, tâm trí tôi không còn có gì khác hơn là chỉ biết đến lau chùi. Điều đó dẫn đến một kinh nghiệm oái oăm, phát hiện ra một khía cạnh gai góc trong sự tu tập. Nếu có người nào đó biết rằng họ sẽ hiểu được phần nào chân lý qua việc quét dọn lau chùi, họ có thể bị vướng mắc trong sự thực hành này và rồi nhận ra rằng thực ra họ đang đi xa rời khỏi sự nhận thức chân lý ấy. Tâm của họ đã bị chướng ngại bởi chính sự thực hành này. Một buổi sáng, sau khi tôi đã dọn bữa điểm tâm và mời ngài ra dùng, Dư Gan đại sư chậm rãi bước ra phòng ăn nói rằng: "Này, đi vào phòng của ta, đứng ở chỗ cái bàn nhìn về phía bệ thờ xem." Thường thường, tai của một sa di mới nhập viện hay nghe thấy giọng nói của thầy mình như là đang tức giận. Vì thế, khi nghe thầy nói vậy, tôi giật mình nghĩ thầm: "Chết rồi, mình lại quét dọn hỏng gì nữa đây?" Và rồi lập tức chạy vào trong phòng thầy. Phòng của thầy rất nhỏ hẹp, chỉ độ 4 chiếu rưỡi, diện tích chừng 3 mét x 4 mét. Khoảng cách giữa bàn của ông với bệ thờ chưa đầy 2 mét. Nhưng mặc dù tôi đã xem xét cẩn thận khu vực này, tôi cũng không tìm ra được một vết bụi hay một giọt nước nào nhỏ xuống. Tôi bò ra sàn nhà tìm khắp nơi, nhưng chẳng thấy chỗ nào có vẻ có vấn đề cả. Tôi ngồi thừ người ở đấy, cố tìm hiểu tại sao thầy lại giận dữ với mình, nhưng không thể nào nghĩ ra được. Thôi cũng đành, lại phải ra chịu đựng sự mắng mỏ thôi. Tôi vừa nghĩ vừa đi trở lại phòng ăn. "Con không hiểu con đã làm gì sai trong việc quét dọn phòng thầy." Tôi bứt rứt nói: "Xin thầy dạy cho con biết." "Đồ ngu!" Ông quát lại: "Ai bảo là mi làm gì sai trong việc quét dọn đâu? Sáng nay ta vừa cắm một bông hồng saron ở trong cái lọ, trông nó thật hài hòa với tấm liễn ở trên, thật là đẹp mắt, nên ta bảo mi đi vào đó xem. Mi có thấy cái bông hồng chứ?" Tôi chợt nhận ra rằng sự thật là tôi chẳng để ý thấy cái bông hồng nào cả. Tôi trở lại phòng thầy để nhìn. Bệ thờ được đặt trước một bức tường xưa đã đứng đó từ hơn 250 năm nay, màu sắc đã sẫm lại. Trên bức tường mờ tối đó, một tấm liễn treo dọc xuống, vẽ theo kiểu thư pháp một chữ lộ, sương, duy nhất. Khi một vị thiền tăng viết chữ lộ, ông không có ý muốn nói đến một hiện tượng thiên nhiên, mà ngụ ý đến sự hiển lộ trực tiếp. Không có gì có thể che giấu ở đâu được. Chân lý hay pháp đều lộ ra ở khắp mọi nơi, khắp mọi vật. Phật tánh đều lộ ra trong tất cả vạn pháp. Nếu ta để cho những lớp vảy che mắt chúng ta rơi xuống, ta sẽ nhận ra rằng tất cả mọi thứ trong tất cả mọi nơi đều hàm chứa chân lý tràn đầy. Mọi thứ, mọi nơi đều tràn đầy tính Phật. Mọi thứ, mọi nơi đều có chân giá trị của chúng. Đó là ý nghĩa chữ lộ của tấm liễn treo tường kia. Bên dưới tấm liễn, một đóa hoa lớn màu trắng tinh khiết dường như đang nổi lên từ bức tường vôi cổ, chan hòa một vẻ đẹp huyền diệu trước mắt người xem. Chỉ mấy phút trước đây thôi, tôi đã không thấy được đóa hoa đó. Mắt của tôi đã đóng chặt lại không thấy nó. Đó chính là cái khó khăn gặp phải trong sự tu tập. Sự bỏ sót ấy của tôi trở thành một đề tài cho những bài giảng dạy của thầy. Sau khi tôi đã phạm phải lỗi lầm này, Dư Gan đại sư thường hay nói trong những câu chuyện là: "Nếu tâm ta bị vướng mắc, bị chướng ngại, ta sẽ không thể thấy được ngay cả những vật mà mắt ta đang nhìn đến. Có biết không, hôm trước đây có một tên ngu muội ngồi kia." 6. Lời răn dạy của Khổng Tử.
Vị lão sư 70 tuổi của tôi đã học hành chuyên cần ở trường đại học Tokyo và đã tốt nghiệp thủ khoa trong khóa. Ông đã thấu tỏ con đường thiền đang đi và rồi đã là viện trưởng của hệ thống các thiền viện đại đức. Đó là tiểu sử thân thế của ông. Trong khi tôi đây, tuổi xấp xỉ đôi mươi, chẳng có gì để phô trương ngoài học vấn trung học của thời xưa cũ, chẳng bao giờ lên đại học. Tôi đã là đệ tử của ông. Với vị trí thấp kém của mình, tôi ngưỡng vọng lên thầy như một người ở dưới ngước lên nhìn núi Hy Mã Lạp Sơn. Và thế là tôi, trong những ngày mới vào tu tập đó, chưa chi đã thấy tuyệt vọng khi nghĩ đến tương lai, cảm thấy như là chẳng có ích lợi gì để tiếp tục. Và tự hành hạ mình với ý tưởng là không thể nào mình xứng đáng để có ngày bước thế và bước chân của thầy được. Thỉnh thoảng, khi tiếp được một vài sự ngợi khen của thầy, tôi thấy mình như bay vút lên trên mây cao, nhưng rồi sau đó lại rơi ngay xuống vực sâu của tuyệt vọng. Sự khó khăn của tôi không phải là riêng biệt. Có lẽ gần như tất cả mọi người, từ thời xa xưa cho tới nay, khi bắt đầu học đạo đều phải trải qua những tình huống như vậy. Một thí dụ là Tử Lộ, học trò của Khổng Tử ở Trung Hoa ngày xưa. Tử Lộ đã sống một cuộc đời phóng đãng cho đến khi ông tình cờ đâm bổ vào một lớp học, trong đó Đức Khổng Tử đang dạy đạo cho đệ tử của ngài. Bị thu hút bởi cá tính của vị thầy, Tử Lộ đã trở thành học trò của ngài. Tử Lộ vốn là một người rất tự tin nơi sức mạnh thể lực của mình, nhưng rồi ông sớm nhận ra rằng Khổng Tử không những là một người dạy đạo bằng sự ôn hòa và đức hạnh của mình, mà còn có một sức mạnh mà Tử Lộ không thể nào sánh bằng. Khổng Tử thông hiểu sâu xa tâm lý của tầng lớp dân chúng hạ lưu, khiến Tử Lộ phải tự hỏi, không biết trước đây ngài đã có đời sống như thế nào. Kiến thức của Khổng Tử sâu rộng đến nỗi các đệ tử của ngài đều không ai hiểu được ngài như thế nào cả. Tuy là một đệ tử rất chuyên cần, Tử Lộ cũng e ngại rằng mình sẽ không thể nào bắt kịp được thầy. Trong một dịp, Đức Khổng Tử buông lời khen ngợi một trong những đệ tử của ngài là Nhan Hồi, nói rằng: "Hay thay hồi sinh, chỉ sống với một cái bát tre, một ngụm nước ở trong một ngõ hẻm chật hẹp. Những người khác chắc sẽ thấy đời sống đó buồn chán không chịu nổi, nhưng Hồi lúc nào cũng vẫn lạc quan, vẫn giữ vững tinh thần như thường, thật là đáng ca ngợi." Ý của Khổng Tử muốn nói là: "À, thằng đệ tử Hồi đó của ta, nó thật là một người phi thường. Nó ăn thức ăn tồi tàn nhất, uống nước lạnh không thôi. Ở bên tàu vì nước xấu cho nên uống trà là một sự thường tình, mà nếu trong cuộc sống chỉ có uống nước lạnh không thì quả là một điều đáng chú ý. Và ở trong một căn nhà lụp xụp, hầu hết mọi người sẽ thấy đó là một điều khổ hạnh không chịu nổi và sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng Nhan Hồi thì không thế. Dù cho có cuộc sống như vậy, cũng không có gì ngăn cản được anh ta hoan hỷ đi theo con đường đạo. Thật là một con người kỳ diệu thay." Lúc đó, Jan Yu, một đệ tử đang có mặt, đã nêu lên rằng: "Không phải là con không tin vào đạo mà thầy và các vị sư huynh tiền bối như Nhan Hồi đã thực hành. Nhưng có điều là có những người trong chúng con không đủ khả năng để làm được như vậy." Khổng Tử khi ấy thật khác với lúc thường, đã trách mắng Jan Yu một cách nặng nề về sự giải đãi này. Thiếu khả năng là một cái cớ cho những người ít nhất đã từng thử một lần, đã đi được một phần nào đường. Nhưng ngươi, ngay trước khi ngươi bắt đầu thử cái gì, đã tự giới hạn khả năng của mình rồi. Khổng Tử đã răn dạy cho Jan Yu một bài học đích đáng. Tất cả mọi người chúng ta đều có những lúc muốn thốt lên những lời như vậy, muốn trốn tránh trách nhiệm của mình. Ngay cả tôi khi đang kể lại câu chuyện răn dạy Jan Yu này, cũng đã từng cảm thấy y như ông ta khi còn là một đệ tử. Không thể nào được, thầy làm được những điều ấy vì ngài thông hiểu Phật Pháp
vì Ngài là một con người vĩ đại, nhưng tôi chỉ là một con người tầm thường. Đây không phải là sự khiêm nhường, mà là sự bào chữa vì đã tự nuông chiều mình. Và bây giờ tôi nhận ra rằng các đệ tử của tôi sẽ có những hình ảnh thế nào về tôi. Có thể là họ không ngưỡng vọng tôi như tôi đã ngưỡng vọng Xưa Gan Đại Sư, nhưng họ dường như vẫn nghĩ rằng không thể nào họ có khả năng sánh bằng với tôi được. Nếu thực là như vậy, từ đó tới giờ tôi đã hoàn thành được những gì? Tôi không có hứng khởi muốn vào học trường Đại học Tokyo và tốt nghiệp ở đó ra như Đại sư Zuigan. Tôi cũng không trở thành viện trưởng một thiền viện nào. Điều tôi làm được chỉ là khi đến lúc phải làm việc trong bếp, tôi đã dùng hết sức mình để làm việc trong bếp. Trên đời này, bạn không thể nỗ lực làm gì mà không kể đến giá trị của chính sự nỗ lực đó. Trong mỗi thứ và trong tất cả đều thể hiện tâm của mình trong đó. Đều là sự hiển lộ của Phật, sự biểu thị của Pháp. Khi tôi mới bắt đầu bước vào tu viện, Đại sư Zigan đang đứng quét giường bên cạnh tôi đã chỉ ra cho tôi điều đó khi Ngài nói rằng: "Sao, bi đã hiểu chưa? Từ nguyên thủy, dù ở người hay vật, cũng không có gì là rác cả." Tuy vậy, tôi đã phải mất thời gian đi một vòng xa thực hành tu tập mới hiểu được điều này. Khi cầm chổi lên, hãy trở thành cái chổi. Khi bưng bát cơm, hãy trở thành bát cơm. Đó là những câu nói thông thường ở trong thiền, nhưng vấn đề là làm sao thực hành được trong đời sống hàng ngày đây? 7. Việc phải lo. Trong những thiền tự, bữa điểm tâm bằng cháo được tiếp theo với tuần trà trong phòng của vị thiền sư. Thiền sư duyệt qua công việc phải làm hàng ngày, trong khi một ấm trà xanh bột được khuấy kỹ rồi dâng lên cho ông đầu tiên và những người khác tiếp theo. Khi tôi mới đến học đạo với lão sư Zuigan, có một nữ nhân tên là Okamoto cũng đang sống ở trong chùa Daisuin. Người đàn bà lớn tuổi này đã tốt nghiệp trường nữ đại học Ocha no Mizu dưới triều đại Taisho và đã làm việc trong ngành giáo dục nữ sinh trong nhiều năm, cả ở Tokyo lẫn Kyushu. Khi đã ngoài 40 tuổi, cô trở thành một đệ tử nghiêm túc của thầy. Cô xin nghỉ việc và dọn đến ở gần với thầy. Và lúc nào cũng trong bộ quần áo lao động thùng thình, cô đã chăm nom săn sóc thầy cho đến khi Ngài viên tịch. Vào lúc ấy, ở chùa chỉ có ba chúng tôi, và trong khi dùng trà, đại sư thường nói chuyện với cô Okamoto, nhưng Ngài chẳng bao giờ thèm nói với tôi tiếng nào. Một hôm, cô Okamoto có lẽ vì thương hại đã đem tôi vào câu chuyện. "Còn con nghĩ thế nào, Morinaga?" "Không, không," lão sư nói chen vào. "Nó chưa đủ tư cách để nói trước mặt ai hết." Theo quan niệm của lão sư, muốn nói chuyện trước người khác, người ta phải tự biết mình hoàn toàn mới được. Sự nhận biết bản thể của chính mình được gọi là kiến tánh trong thiền môn. Những người chưa kiến tánh được coi như chưa đủ tư cách để nói chuyện trước mặt người khác. Sự việc này làm tôi tức tối, và một lần nữa tôi lại rủa thầm trong bụng: "Ông già đáng ghét. Ông ấy nói chẳng có người nào vật nào là rác cả, nhưng ông ấy đối xử với mình có khác gì rác rến đâu." Tôi chỉ nghĩ thầm như vậy thôi, nhưng nếu tôi dám tỏ lộ thái độ ra ngoài, chắc mọi sự sẽ chấm dứt ngay. Lão sư chắc sẽ nói thẳng với tôi không ngần ngại rằng: "Thế à, vậy thì mi trở về nhà đi. Không ai có thể học đạo với một vị thầy mà không tôn kính và tin tưởng vị thầy ấy được." Qua kinh nghiệm của tuần trà này, tôi hiểu rằng sự tin tưởng thực sự tức là sự chấp nhận mà không có quyền thắc mắc. Tôi phải đồng ý nhận bất cứ công việc gì, cho dù nó khó khăn vượt bực đến đâu. Cho dù tôi có được bảo phải làm ba việc cùng một lúc, cho dù tôi được bảo phải làm điều gì tôi chưa từng làm,
tôi cũng không bao giờ dưới bất cứ hoàn cảnh nào được nói rằng con không làm được, điều đó không thể làm được. Nếu vậy tôi phải làm sao bây giờ? Sống chết tôi cũng phải dồn hết mọi nỗ lực tập trung vào công việc. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm được. Điều đầu tiên mà Đại sư đã nhồi nhét vào trong tôi là phải tin tưởng nơi vị thầy. Điều đó có nghĩa là tôi phải lo làm công việc của chính mình qua sự cố gắng toàn diện và không được than phiền chút nào.